mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng và đầu tháng mới. Út Mai Vàng Tịnh Biên xin kính chúc tất cả quý cô chú và anh chị em đam mê mai vàng trên một miền đất nước luôn nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công. Giờ hôm nay là ngày 2 tây tháng 11 năm 2022. Em có đem về 3 phôi mai vàng thành phẩm cho đón xuân mới, xuân 2023 rất là đẹp, rất là VIP và muốn giao lưu cùng cô chú anh chị em nha. Chào anh em ơi. Dạ chào cô chú anh chị. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị em đã nhiệt tình ủng hộ cho em những clip vừa qua. Và hy vọng clip này, ba cây mai thành phẩm này, kính mong quý cô chú và anh chị em nhiệt tình ủng hộ cho em được suôn sẻ và mau lẹ nha. Dạ, địa chỉ tọa lạc của em là tại tổ 17 khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Số điện thoại em là 0919 755 533. Em tên Út, đây cũng là số Zalo và Facebook em nghe chú anh chị. Dạ, Facebook của em là Bonsai Tịnh Biên. Cô chú anh chị gọi là Bonsai Tịnh Biên có hiện trang cá nhân em nha. Rồi không để mất thời gian, cố quý của chú anh chị, em vào cây số 1 đầu tiên nha. Và cây số 1 đầu tiên là cây mai sù dáng thú. Cây này đang nằm chậu xưa, chậu gồng xưa nghe chú anh chị. Cây rất đẹp của chú anh chị. Cây này già mùa nghe chú anh chị. Cây này thần chậu 4 năm nha. Cây này sù khoảng 70-80% chú anh chị. Cây này cây nuôi nha, em không có cho vệ sinh trà sù trà gì hết trơn nha, để nguyên xi luôn. Tết này về của chú anh chị đón xuân mới thì mình vệ sinh đó nha. Cái phong tàn rất đẹp nha. Cái này về của chú anh chị chỉ việc chơi thôi, chi đâu đó nề nếp chân chú anh chị, rất đẹp nha. Cái này nụ búp là bao của chú anh chị chơi Tết nha, đón xuân mới luôn, bao búp luôn. Đây dữ lắm nụ luôn của chú anh chị, dữ lắm nha. Cây rất đẹp của chú anh chị ơi. Hôm nay lên ba cây đẹp đẹp không à. Đây cây này chơi được hai mặt tiền nha chú anh chị. Đây mặt này cũng rất đẹp luôn đó, mà xác định kia mặt tiền của chú anh chị. Chú anh chị thích mặt này cũng được nè, mặt này rất là đẹp luôn, không thua mặt tiền luôn. Nói chung hai mặt đều ngang ngửa nhau nha. Của chú anh chị thích chơi mặt này cũng được nữa nè. Mặt này thì xù dữ hơn, xù dữ hơn mặt kia. Cây ngoài rất đẹp của chú anh chị ơi. Rồi em tiến vào đồng số đi em ơi. Đường kính chậu là 70. Đường kính chậu 70. Cây đang nằm chậu gồng 7 nha chú anh chị. Tán ngang là 1m3. Tán ngang 1m3. Chiều cao hồi nãy anh đo hạo lên là 95 em ơi. 95. Chiều cao anh đo rồi, 95. Nguyên con thú á, rất đẹp luôn. Em đo vị trí này là 45. 45 hoành của chú anh chị. Em đòi cho anh cái giò này như em. Cái giò thứ đây. Giò trước đây. Giống như nguyên con thú kỳ lân vậy của chú anh chị. Cái giò là 18. Đây, hết sức bự luôn rồi, 18 của chú anh chị. Cái cũ này, em đòi cái cũ này. Rồi, phỏng phỏng chú anh chị đi. Rồi cái cũ khoảng 67 thôi chú anh chị, 67 nha. Cốt cạnh to lực đó chú anh chị. Cốt cạnh hơn ngón tay cái em nha. Nó nhỏ hơn giò cái mà lớn hơn tay cái thôi chú anh chị. Cây liền lạc nha. Cây rất đẹp của chú anh chị ơi. Phong tạng ngoài đẹp lắm của chú anh chị. Cây mấy cái sẹo này muốn bít chưa chú anh chị. Đó, muốn bít chưa rồi. Cái này cũng vậy luôn, phần hơn ngón tay em chút xíu à, là bích trơn của chú anh chị. Ngoài ra là cây sạch sẽ nha. Bao chú anh chị là cây ngoài rất đẹp luôn. Trong hình cô chú anh chị nhìn có 7 thôi, ở ngoài đẹp tới 10 cho chú anh chị. Giờ rồi cây mai sù dáng thú thành phẩm, mã số 1 đầu tiên. Em xin mạng phép giao lưu với anh em, giá 30 triệu nha. Em bao ship anh em 200km nha. Cái này ship luôn cái chậu cho anh em nha. Cái chậu rộng này không là 3 triệu nghe anh em. 3 triệu đó. Cái tiền ship lên cũng nặng nha anh em. Cái này phải giao xe tải tới nhà cho anh em nha. Cái này không có gửi dịch vụ nha anh em. Ở ngoài nó khủng hơn anh em. Rồi xin mời anh em bước vào cây mã số 2. Dạ xin mời anh em. Giờ rồi bước vào cây mã số 2. Và mã số 2 cũng là cây mai thành phẩm nha chú anh chị.
rất đẹp luôn. Cây này cũng nuôi 3 năm nha chú anh chị, 3 năm nha. Cây dáng như trượt lắc của chú anh chị, rất đẹp nha. Cái này có bể đế ngoài dữ lắm của chú anh chị, hết sức bồi cái bể rồi. Cây này cũng đón xuân mới nha chú anh chị, xuân 2023 nha. Cây ngoài đẹp lắm chú anh chị, cái phơm tạng rất là đẹp luôn. Cái này về đón xuân là như ý luôn chú anh chị ơi. Nụ búp nhiều lắm chú anh chị, búp nhiều lắm nha. Đây, nụ búp dữ lắm. Mặt này dặn cái cây rất là đẹp của chú anh chị. Nói chung là hai chơi được hai mặt tiền của chú anh chị. Cây thì sạch sẽ nha. Bể đế ngoài rất đẹp của chú anh chị. Cột cành cũng hơn ngón tay cái em không chú anh chị. Đó. Chú anh chị so sánh nha. Hết sức cái cũ rồi, hôm rồi với cái cũ với vô chú anh chị tham khảo nha. Cây giót ngọ chú anh chị. Mấy bà cắt là còn chút xíu nha, em không có lộn máy vô đây được để quay cho chú anh chị nha. Em đưa ngón tay vô chú anh chị hình dung em nha. Rồi em ơi, em cho thông số em ơi. Đường kính chậu là 1m1. Cây đang nằm chậu khủ bì 1m1 cơ chú anh chị. Ta ngang vừa. Tán ngang là 1m7. Tán ngang 1m7. Chiều cao nhiêu? Chiều cao là 1m6. Chiều cao 1m6 nha chú anh chị. Rồi. Hoành thân là 62. Hoành 62. Em đã sát dưới đây. Ừ, đổi cũ đi, đổi cũ chưa chú chị. À. Em đã chứng này là 76. Đây, cái cũ đặt nha cô chú anh chị, 76 hoành nha. Cây rất đẹp của chú anh chị. Cái này thoát thân lên khoảng gan em nha, khoảng 20 là thoát thân nha, ra chi số 1 của chú anh chị. Đây có một cặn của chú anh chị. Nó liền cuốn gần bích nha. Đó, khoảng hơn ngón tay của chú anh chị. Đế bầu đẹp chung cho chị nha. Cây nuôi 3 năm cái phơm tạng nó cứng cây luôn. Cái này chơi Tết là như ý của chú anh chị. Đế bầu đẹp chung chú anh chị luôn nha. Dữ lắm đẹp chú anh chị. Cây này Tết về của chú anh chị thay cái chậu whip nữa là cây lên tiền nha. Cây rất đẹp luôn. Như rồi, cây mai vàng thành phẩm mã số 2. Em xin mạng phép giao lưu với anh em giá 95 triệu. Em bao ship anh em 200 km nha. Cây này cũng thuê xe tải chở tới nhà cho chú anh chị nha. Bao của chú anh chị là cây ngoài rất đẹp đó chú anh chị. Như rồi, xin mời quý của chú anh chị bước vào cây mã số 3 nha. Dạ em xin mời ạ. Dạ rồi, bước vào cây mã số 3. Thì cây mã số 3 là cây mai xù thành phẩm nha chú anh chị. Cây này cũng về đón xuân mới nha, xuân 2023 nha. Cây này đón xuân mới là như ý của chú anh chị. Nút nụ là ok nha. Bao nút nụ cho chú anh chị nha. Cây này có một củ đế rất đẹp của chú anh chị. Hôm đó chú anh chị nha, hết sức cái củ đế à, nguyên cái bể đế nè. Dách chữ A, đúng dách chữ A luôn. Cây này xù nha chú anh chị. Xù xù giá cám nha. Xù cám mà xù nu nha chú anh chị, nó nu cục nè. Nhìn như mai vú thủy vậy đó, nó nu cục luôn. Cây giót ngọn 10 tốt của chú anh chị. Cái này cũng nuôi hơn 4 năm nha của chú anh chị. Bự người ta cái em rất nhiều nha. Xẹo là cuốn gần clip chơi rồi. Còn chút xíu xíu à. Này xù từ dưới gốc dài lên của chú anh chị. Cây em cũng không có vệ sinh nha. Mặt này của chú anh chị nhìn nó sùng nó dữ nè. Đó. Sùng mà nu luôn, cục luôn. Để mặt nào cũng như mặt đó chú anh chị. Sùng lên nu dưới rễ luôn chú anh chị. Nguyên cái bát đế nè, dữ lắm nha.
vàng xương đặc kẹo luôn. Này thả con chim vô bay không ra, không lọt luôn á. Cái phơm tạng ngoài rất đẹp của chú anh chị. Cái này về của chú anh chị đón xuân mới là ok nha, xuân 2023 nha. Cái này bao nụ chung chú về đón xuân mới này ngay chăng luôn, nút nụ nè dữ lắm luôn, mỗi nát cái nách một cái nụ chú anh chị, nút cái trên cao luôn nè, mỗi nách lá là một cái nụ luôn, dữ lắm, đẹp của chú anh chị. Rồi em cho anh xin thông số em ơi. Đường kính bầu là 1 mét. Đường kính bầu 1 mét. Chiều cao bao nhiêu? Chiều cao là 1m6. Chiều cao 1m6. Tán ngang là 1m7. Tán ngang 1m7. Cái này tết của chú anh chị vệ sinh là nó dằn hực luôn, xù dằn hực luôn á. Nơi vị trí này hoành 55. Hoành 55. Rồi, nguyên cái cũ đi, nguyên cũ đặt nha. Nguyên cái cũ là đặt là 82. Cũ đặt 82. Dữ lắm rồi chú anh chị ơi. Cái này em bé lên của chú anh chị, em bé hơn khoảng một tắc mấy nha. Về tết của chú anh chị có để cho chậu này chơi thì tháo miếng này xuống nha. Để nó chảy xuống rất là đẹp của chú anh chị. Chúng em đăng lên em bán để gì cho cây khỏe nha. Cô chú anh chị tết thì sang chậu mới là cây này lên tiền nghe chú anh chị. Rồi em đo thoát thân lên em ơi, thoát thân lên nhiêu em? Ừ đúng rồi. Thoát thân là 35. Thoát thân lên 35 là đóng nguyên cái dàn chi của chú anh chị. Thoát thân 35 nha. Cây ngoài đẹp lắm của chú anh chị ơi. Phom tạng là dày đặc luôn nè. Em dưới quay lên cho chú chị thấy nha. Xương dữ lắm, xương đặc luôn á. Đặt kẹo luôn á. Càng lên trên nó xù càng dữ đi của chú chị. Em không có lọn máy vô quay tới cái ngọn chú chị nha. Hết sức rồi, hết sức bộ đế luôn rồi. Máy bộ đế nè. Xù bộ đế gì hơi khó tìm với chú chị. Đây, cái tổng thể mặt bên mặt hậu bên hậu nè. Đó, rất đẹp đó chú anh chị. Em hãy lấy tay bấu vô cái cụ đế nha. Hết sức cái cụ đế rồi. Này cầu 4 tay á, dữ lắm chú anh chị. Vừa rồi cây mai xù thành phẩm. Mã số 3 em xin mãn phép vô lưu với anh em, giá 55 triệu, em bao ship anh em 200 km nha. Còn anh em ở xa thương lượng với ship lại nha anh em. Tiền ship cái này phải đi xe tải giao tới nhà cho anh em nha. Cái này bao anh em bông đẹp nha, bông 7-9-12 cánh nha anh em. Anh em yên tâm nha. Nãy em quên nói với anh em, cái này bao bông cho anh em nha. Đây rồi cây mai xù mã số 3 cũng là cây mai cuối clip. Dạ clip em xin chúc toàn thể anh em xem clip được vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc phát tài. Anh em đi ngang qua chưa đăng ký kênh thì nhớ nhắn cho em xin một đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ để em có động lực sưu tầm nhiều cái đẹp về phục vụ cho anh em nha. Vậy rồi em xin chào anh em. Hẹn anh em clip sau ạ. Em xin chào ạ.